Đầu tiên thì đây là cái máy ấm tình thương của Trịnh Kỳ Quang, bắt đầu quý 3 năm 1994 do những em mù lang thang đến đây không nên nương tựa tiền cuộc sống. Rồi thầy lúc đó ở chùa thấy các em thầy thương dẫn vào, và khoảng trên dưới 10 em và xin với lại chính quyền địa phương để thành lập máy ấm tình thương để nuôi dạy những em vừa là khuyết tật, thanh thiếu niên khiếm thị. Sau đó thì ra trường Nguyễn Đình Chiểu rước thầy cô ngoài đó vô trường mù để dạy cho em cái văn hóa kiểu Braille, sau đó cái cho các em học nghề. Cái em lớn rồi học nghề massage bấm huyệt, nó phù hợp với người khiếm thị. Và hôm nay thì mấy em đó đã trở thành người có gia đình, có vợ, có chồng, có con mà không có mù, và có cuộc sống ổn định. Các em phục vụ sức khỏe cho mọi người, ai cũng thương, ai cũng quý, và các em được hạnh phúc cuộc đời. Máy ấm tình thương người bất hạnh, lòng vàng cứu giúp bậc hiền nhân, dù xây chính đợt phù trần, nào hơn hành thiện giúp cho mọi người. Sau đó thì năm 2000 có những em mà cơn bão số 5 năm Canh Thìn năm 2000, trong lúc bão còn thì buổi sáng ra thì thấy bỏ rơi bé sơ sinh và rất là xúc động và bồng vào với một cái tình thương, và tiếp theo được nhiều em, cho nên thầy mà thành lập nơi cơ sở nuôi dạy hướng nghiệp các em cô nhi khuyết tật, và được Ủy ban nhân dân thành phố cho giấy phép. Đầu tiên thì quận có giấy phép, rồi năm 2005 thì mới Ủy ban nhân dân thành phố, và hai cơ sở đang nuôi dạy các em là mồ côi khuyết tật, và được các nhà hảo tâm, nhất là các Phật tử đến đây hướng dẫn để mà chăm sóc những em là sơ sinh. Nhờ đó mà có những người tình nguyện đến đây chăm sóc các em và cho các em cuộc sống. Các em được kiểm tra về sức khỏe, được thầy đi khai sinh, và khi đến tuổi học mẫu giáo thì tổ chức lớp mẫu giáo. Các em được học từ tuổi sơ sinh từ 3 đến 5 tuổi, và khi mà các em được học lớp 1 bắt đầu 6 tuổi thì đưa vào trường phổ thông cơ sở tiểu học và trung học, và hiện giờ các em học tới đại học. Cho nên các em học rồi các em nó hiểu được, nó có trình độ, những em lớn nó chăm sóc lại những em nhỏ, và nó rất là vui, rất là hạnh phúc, rất là được sống, được thành người với trong vòng tay của những nhà hảo tâm, những ân nhân từ những bậc lãnh đạo, chính quyền, mặt trận, đến từ thành phố, đến cơ sở, đến quận, và đến cơ sở, phường. Thì các Phật tử gần xa, các nhà ân nhân đến đây để ủng hộ mọi điều. Do đó mà các em được sống, thầy thấy mình rất là hạnh phúc, được mọi người yêu thương. Các em được mọi người yêu thương. Nhờ đó mà các em sống rất là có cái sức khỏe, phục hồi lại được những cái sức khỏe của mình, và được đi học, và các em nó thương xem thầy như là vừa như là cha, như là mẹ, thì cảm nhận được ân đức của cha mẹ tuyệt vời. Nhờ do đó mà hôm nay thì rất là cảm ơn những người mà ân nhân, nhất là nhà lãnh đạo, đến các bậc ân nhân, nhà hảo tâm, mong cho các vị luôn được đầy đủ sức khỏe, trí tuệ, sáng suốt, tài lộc như ý, thành công, mọi điều thành công tốt đẹp trong cuộc sống, và được mọi điều hạnh phúc trong cuộc đời. Tôi xin rất là cảm ơn tất cả các vị ân nhân. Thầy nghĩ rằng là được làm cha, được làm mẹ là một điều hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời này. Khi mình được có con, đây là một cái thiên thần hạnh phúc. Dù mình có một cái hoàn cảnh nào đi nữa, nhưng cũng cố gắng để mà nuôi. Vì không ai nuôi con tốt bằng mẹ nuôi con.
các bé mà ra đời là mong được trong vòng tay của mẹ, của cha để chăm sóc, để yêu thương. Đây là một điều là rất cần thiết mà rất là có ý nghĩa trong cuộc đời. Cho nên thầy xin rằng là những bậc làm cha làm mẹ, nếu mình không có đủ điều kiện nuôi được thì mình còn có chính quyền, còn có các đoàn thể, còn có chung quanh mình, thì mọi người sẽ có thể hỗ trợ mình để mình nuôi. Nhưng mà ở đây là một cái ngôi chùa, thầy nghĩ rằng là các em đây chắc cũng có nhân duyên với là cửa Phật, với thầy nhiều đời trước, cho nên đời này mới gặp nhau đây. Cho nên cái nhân duyên này thầy rất là quý, là mừng, là trân trọng. Các em đến đây rồi như là thiên thần, nhắc cho thầy biết giá trị cuộc đời. Được nuôi con, nhất là những bé sơ sinh, là cái giá trị lớn nhất, một điều hạnh phúc cho mỗi người chúng ta trong cuộc đời. Nhìn thấy nụ cười các em thì không có cái gì mà có thể đẹp hơn được. Nghe các em khóc thì thầy rất là phải hỏi tại sao em, tại sao con khóc. Mình nghĩ như vậy, các em chưa nói lên thành lời được, thì khi đến gần các em lại không còn khóc nữa, lại cười. À, như vậy là nó muốn mình đến chăm sóc các em đây. Cho nên cái tiếng khóc, tiếng cười của các em đối với thầy một giá trị lớn lắm, một điều xúc động lớn lắm. Và thầy làm điều này thì nói lên cái giá trị cuộc đời, và để mà cảm ơn, nhất là ơn cha mẹ sanh thành nên mình, những bậc thầy đã dạy cho mình nên người, ơn đồng bào, ơn tổ quốc, ơn mọi người trong cuộc sống này. Những gì thầy làm được đây để mà đền đáp những công ơn đó. Cho nên mong rằng các vị luôn được nhận ra được cái giá trị được làm người, được làm cha, được làm mẹ. Và nếu mà không có những trẻ thơ này, không những cái đứa bé sơ sinh này, thì sao gọi là được làm cha, được làm mẹ đây? Mà thầy là người tu làm sao được? Nhưng mà bây giờ đã được, ô, rất là mừng, trân trọng. Các em nó thương thầy như là cha, như là mẹ. Cho nên thầy có những câu ru mà thầy xúc động vô cùng. Cảm ơn có cha mẹ rõ ràng, cao quý và rất là có một niềm hạnh phúc. Cho nên thầy mong rằng mọi người nhận ra được cái giá trị hạnh phúc này, mà để chăm sóc những tuổi thơ, những mảnh đời, dù bất hạnh thế đâu, nhưng mà nếu có vòng tay của các vị với tình thương thì giúp cho những mảnh đời này được sống, được hạnh phúc. Và cuộc đời hạnh phúc là nơi việc làm của mình với tình thương. Tình thương là tất cả.
lên một đứa lên nè, lên bọn nè, bọn đi nha, đây được đây, đây rồi, đưa lên đi.
Lại nè, chắp tay lên, chưa ăn, từ từ, chắp tay lên lại, chắp tay lên lại nè. Rồi, làm lại nè. Thank you.
quay Phật cha, quay Phật A. Đó, chú tỉnh rồi. Quay ngay cái Phật mà... Thôi quay đây, làm gì đó chú? Chú?